Xin chào tất cả các anh chị, chào những người đã và đang quan tâm tới các cái sự kiện ở tỉnh Thất Bồng Lai. Nhân dịp năm mới thì chúc mọi người dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều tiền thôi, không biết chúc gì hơn. Tôi sẽ cố gắng nói nhanh nhất có thể về cái clip lần này. Các vấn đề tôi nói cũng chỉ xoay quanh về tỉnh Thất Bồng Lai thôi, vì có rất là nhiều anh chị vào hỏi tôi là tại sao bây giờ trên mạng quá trời clip về tỉnh Thất Bồng Lai mà anh không lên tiếng, hoặc là bạn không lên tiếng, hoặc là em không nói này hết đi, cái nọ gì Nguyễn Xin, thằng này nó phát ngôn cái này, con kia phát ngôn cái kia. Mọi người phải hiểu rằng thời gian qua tôi phải tập trung hết toàn bộ thời gian đi khắp nơi, khắp các tỉnh thành Bến Tre, Long An, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Giờ và tất cả các địa phương. Bởi vì chỉ cần tôi biết một cái thông tin nào đó liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai, tôi sẵn sàng đi tới tận nơi để gặp những người cần gặp, để có được những cái cần có. Và sau đó về, mình phải sâu chuỗi lại hết những cái vấn đề đó, mình mới dám viết cho mọi người đọc. Chứ tôi không phải giống như những cái thành phần khác, không sống tại Việt Nam, không sống tại miền Nam và không sống tại gần tỉnh Thất Bồng Lai mà liên tục lên clip nói về tỉnh Thất Bồng Lai. Tôi không biết các anh chị nói cái gì, các anh chị không hiểu gì, không biết gì đâu nha. Những gì tôi nói và cung cấp tới các anh chị tới thời điểm này, nó chỉ khoảng là 3 phần so với những gì tôi biết thôi, chưa phải là tất cả đâu. Nó còn rất nhiều sự thật, rất nhiều câu chuyện mà có thể khiến các anh chị sẽ bị sốc, chứ không phải đơn giản. Rất nhiều YouTuber, những người lên clip nói về tỉnh Thất Bồng Lai một cách mù quáng đã phải gỡ bỏ hết toàn bộ video clip. Tôi không đe dọa ai nhé, tôi chưa bao giờ đe dọa ai đi, mày phải thế này kia chưa, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng chúng ta tách bật ra hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là mọi người cứ tranh luận về tỉnh Thất Bồng Lai vô tư, đúng không ạ? Anh có thể bên tỉnh Thất Bồng Lai, tôi có thể là công kích. Nhưng đừng có đem cái chuyện mà công kích cá nhân của tôi ra ha. Tự nhiên đem cái chuyện của tôi ra, đem hình ảnh tôi ra, xong rồi lên thiêu dệt những cái chuyện, rồi nói tôi là bị vợ bỏ, rồi xong rồi đánh đập, rồi con cái gì hư thai. Cái mấy này là vu khống tôi, là tôi đập với anh chị là được rồi đó. Không, nói thật, tôi cũng có danh dự của tôi, đúng không ạ? Tôi cũng có mối quan hệ bạn bè của tôi cũng có cái cơ sở làm ăn của tôi, nên là cái uy tín của tôi thì buộc phải được hiểu đúng. Các anh chị muốn làm YouTuber, muốn trở thành những con người mà đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm khi có một cái sự kiện nào đó, thì các anh chị nên tập một cái điều như thế này nè, tôi khuyên chân thành nhé. Tập tin vào sự thật đi nha. Khi mà các anh chị đang lăn tăn giữa hai luồng dư luận đúng hay sai á, một cái cơ quan báo chí, một cơ quan nhà nước người ta lên tiếng như vậy rồi, các anh chị không tin, chuyển qua đi nói báo chí người ta là báo lá cải. Trời đất ơi, các anh chị thử bắt taxi đi qua tới cái địa chỉ đó coi, có phải là một cái cơ quan người ta to đùng không, bao nhiêu trăm ngàn con người đang làm việc trong chổng, làm sao mà gọi là báo lá cải được. Các anh chị định nghĩa của các anh chị về báo chí là như vậy là sai rồi. Anh chị không hiểu gì về cái báo chí mà các anh chị đòi đưa ra cái ý kiến thông tin rồi làm YouTuber làm sao được. Làm YouTuber các anh chị người ta chỉ toàn là kêu là phản động thôi, chứ có ai là kêu là YouTuber đâu. Chưa kể nữa, thấy mình bị hố xong gỡ bỏ clip đã đành đi, chơi cái trò đi suối cho em ăn cứt gà sáp. Không hiểu nổi, thằng nhóc mới có 12 tuổi à, có tài năng chứ. Giờ tài năng cuối cùng là bị các anh chị tưng bốc xúi dục, xong giờ tài năng nó thành vô đạo đức luôn rồi. Không hiểu gì về giáo lý Phật pháp cả, lên làm hẳn một cái vlog công kích thầy Thích Nhật Từ, công kích luôn cả giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con nít như vậy người ta gọi là hỗn. Tại sao nó hỗn? Là vì những cái lời tưng bốc của những cái con người u mê và ngu muội như các anh chị đó. Giờ sự thật nó gần như là gành ra rồi, cơ quan pháp bảo vệ pháp luật cũng đã vào cuộc rất là sâu rồi. Bây giờ chỉ còn đợi ngày là đợi người ta sẽ công bố hết tất cả mọi thứ thôi. Các anh chị vẫn còn mù quáng, vẫn còn chửi công an, chửi báo chí chính thống là báo lá cải, chửi luôn những cái con người mà đưa cái sự thật đó đến cho các anh chị. Vậy làm YouTuber làm cái gì? Càng làm thì người ta càng coi thường mình thôi, đúng không ạ? Chưa xong đâu. Các anh chị cho rằng các anh chị đang bảo vệ trẻ em, các anh chị yêu quý trẻ em,
Nhưng các anh chị toàn làm hại cho em. Việc 5 chú tiểu, 6 chú tiểu, 7 chú tiểu đang có mặt tại tỉnh Thất Bồng Lai, đó là những đứa trẻ có mẹ. Viết lại nhé, có mẹ. Còn ba thì chút xíu tôi sẽ nói sau. Những đứa trẻ này có mẹ, đang được sống cùng với mẹ. Nhưng những người ở tỉnh Thất Bồng Lai này lại gắn lên trên người những đứa trẻ đó một cái mác mồ côi. Là sao? Là vì giống như bây giờ đặt vào câu chuyện của các anh chị đi. Các anh chị có ba có mẹ, nhưng các anh chị không được nhận. Các anh chị bị phủ nhận hết luôn. Bây giờ tôi bắt các anh chị là phải gọi ba các anh chị là bằng thầy, gọi mẹ là bằng sư cô. Các anh chị chịu được không? Không được. Nó còn phải lớn lên, nó còn phải có tương lai, nó còn phải có một cái sự phát triển nữa. Thì dùm ơn, nếu như thương những đứa trẻ đó thì hãy trả một cái sự thật về cho chúng nó, đưa chúng nó về đúng cái vị trí của nó, là những đứa trẻ có ba mẹ, không phải mồ côi. Tỉnh Thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân tại sao lại phải làm những cái việc như thế này? Vì tiền chứ còn vì cái gì nữa? Không nói các đứa trẻ này mồ côi thì ai mà đóng góp tiền về đó? Không nói bọn trẻ mồ côi lụm từ ở ngoài đường về thì ai cho tiền cho tất cả mọi thứ khác? Ai ưu ái cho lên các cái chương trình game show để có thể đạt giải được? Phải có lý do. Và tất cả mọi người lại bị theo hiểu theo một cái hướng mù quáng, không chấp nhận sự thật, không chấp nhận sự thật, chuyển sang là theo một cái hướng nó ngu muội và u mê. Nói vậy đừng có buồn, sự thật các anh chị đang thể hiện nó lại vậy. Vì những cái người mà họ lên tiếng phản đối những cái gì mà ở tỉnh Thất Bồng Lai đang tồn động, mà các anh chị xúc phạm người ta không ra một cái gì, chửi không ra một cái gì. Từ cá nhân tôi quen rồi, tôi đâu có ngại cái chuyện các anh chị chửi đâu. Các anh chị chửi ngồi ở nhà, các anh chị gõ bàn phím chửi tôi 3 tháng tôi cũng chưa mất một sợi lông nào nữa. Tôi nói thật. Nên thôi cái trò mà dùng mấy cái tài khoản ảo hay là nick ảo xong rồi lấy hình ảnh cá nhân của người này người kia ra mà phải tập tìm hiểu thêm thông tin từ chính thống nha. Từ báo chí chính thống, từ cơ quan nhà nước, từ các cơ quan bảo vệ pháp luật là một nguồn thông tin tốt. Thứ hai là những người Facebooker, những người có uy tín, họ đang viết rồi đấy. Họ đang viết rất nhiều rồi đấy. Thứ ba là thông tin ngoài lề ha. Lúc nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái thông tin ngoài lề. Ví dụ như khi một cái bài post nào đó thì nó sẽ có những cái ý kiến của người lạ vào đó, thì nên tham khảo ý kiến đó. Mình chỉ là tham khảo thôi, đúng hay sai thì bản thân tự các bạn nhận định, đúng không ạ? Từ thông tin chính thống, bán chính thống rồi đó, thì các bạn hãy đúc kết lại, rồi hãy vội vàng phán xét chuyện này chuyện kia. Đi ra khỏi nhà, đi tìm tới tận nơi, đi gặp gỡ người này người kia mà còn chưa dám làm nhiều clip nữa. Nhiều ông ở đâu tôi không biết, ở cái hốc quà tó nữa. Ngồi trong chuồng heo cũng làm video clip nói về tỉnh Thất Bồng Lai. Không hiểu nổi, vẫn có người vào like, vẫn có người ủng hộ. Thế nó mới ghê. Kéo theo một cái hệ lụy dài, tới bây giờ trẻ con bây giờ nó cũng thấy, nó cũng tưởng là cái gì vậy là hay, cũng súng nhau nó cũng làm. Tôi đã nói với tỉnh Thất Bồng Lai, với tất cả những người đang sống ở đó rằng tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm ADN cho họ, để họ có một cái cơ hội minh bạch với dư luận về những cái tin đồn rằng các chú tiểu đó là con cháu ruột của họ. Họ không đi, họ không đi. Và tôi tặng thêm tiền luôn, có nghĩa là thêm 850 triệu tôi thưởng cho họ nếu như kết quả nó bảo vệ họ. Tôi sẽ tặng thêm một khoản tiền đó nữa. Họ không chịu đi. Một doanh nhân ở quận 4 liên hệ với tôi và cam kết rằng anh sẽ bỏ ra thêm 3 tỷ nữa để cho tỉnh Thất Bồng Lai xây dựng lại toàn bộ cái cơ sở, với điều kiện phải có kết quả giám định ADN và các bé đó không phải là quan hệ huyết thống gì với ông Lê Tùng Vân, thì họ sẽ cho thêm 3 tỷ nữa. Có nghĩa là tới thời điểm này
là gần 4 tỷ. Các ông không làm gì sai đúng không ạ? Mấy đứa con đó, mấy đứa con mồ côi đúng không ạ? Lượm ngoài đường đúng không ạ? Không dắt nó đi khám xét nghiệm ADN đi, sẽ có xe tới tận nơi chở bọn trẻ con đi xét nghiệm, đi đi xét nghiệm ADN, người ta tài trợ toàn bộ chi phí. Các ông được thêm 4 tỷ nữa, sao các ông không làm? À là vì vì các bạn lại định nói là vì người ta tu, người ta không cần tiền đâu. Thế các bạn có biết cái chuyện là ông Lê Tùng Vân từng 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 tham gia vào các cái sàn chứng khoán, các cái đa cấp gì với cái số tiền là gần cả chục tỷ hay không, mà các bạn bảo là ông không cần tiền. Các bạn biết ông đang sở hữu tài sản đất đai như thế nào hay không? Từ những năm trước á, gần cả chục năm trước, là phải chia các cái đứa trẻ mồ côi trong Thanh Đức ra để cho bọn nó đi giữ đất, đi giữ đất. Các bạn biết đất đai tài sản của ổng nhiều đến như thế nào rồi. Tôi ở đây tôi không công kích, tôi không phải là đến một cái ngôi chùa xong đứng trước cửa chùa chửi bới. Tôi không phải đến một ngôi chùa xong tôi soi mói từng cái đời sống của các cái tăng ni trong đó. Mà tôi đang đến một cái nơi khoác lên mình áo thầy tu nhưng mà lại mượn danh của Phật pháp để trục lợi. Đem trẻ con ra, con cái của mình ra, gắn lên người nó một cái mác mồ côi để vận động quyên góp tiền để cho đi tham gia các cái game show để lấy được tình thương mọi người, để làm cái gì? Thì mục đích ở đây ai chắc chắn ai cũng sẽ hiểu rồi, người thông minh tôi nói tới đây là hiểu hết rồi đúng không ạ? Mới trở lại cái câu chuyện xét nghiệm ADN. Bây giờ họ không dám đi, họ không dám đi. Tôi tin là tới nước này rồi, khi các cái cơ quan chính thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã lên tiếng và có những cái văn bản rất rõ để gửi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật. Và tôi có một cái nguồn thông tin không chính thống là các bé và những cái người đang sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai sắp tới sẽ được xét nghiệm ADN bắt buộc. Tôi rất là mong cái thông tin này sẽ là sự thật, bởi vì khi đó thì mọi chuyện nó sẽ gõ 10-10. Và ở điều 184 Bộ luật hình sự có quy định về cái tội loạn luân, thì hầu như xưa giờ Việt Nam mình chưa có ai bị khởi tố về tội này cả. Chỉ có những cái có nghĩa là có là những cái thành phần mà hiếp dâm con cái đúng không? À, hiếp dâm con cái thì có, nhưng mà để loạn luân có tổ chức và cái mức độ vi phạm nghiêm trọng như thế này thì chưa chưa có. Và thực sự thì dư luận cả nước và những người đã và đang theo Phật pháp đều rất là muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật có một cái câu trả lời sớm nhất. Cá nhân tôi cũng hiểu rằng các anh gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời gian qua, vì Tỉnh Thất Bồng Lai không phải là một cái nơi đơn giản. Họ sẵn sàng có những cái chiêu trò, những cái cách để đưa các anh vào thế khó, nhưng tôi tin vào cái pháp luật Việt Nam, tin vào công lý, tôi tin vào lẽ phải, và tôi tin vào sự thật. Và tôi cũng như tất cả mọi người đều tin rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ làm được sự việc này, sẽ cho dư luận thấy họ đã bị dắt mũi như thế nào, sẽ cho những người quan tâm Tỉnh Thất Bồng Lai thấy được những cái tội ác phía sau Tỉnh Thất Bồng Lai, một cái nơi mà gắn mác kẻ mồ côi và Phật pháp. Nếu có gì cần thiết thì tôi sẽ nói thêm, và bây giờ tạm thời thì tôi sẽ kết thúc nội dung tại đây. Có thể là do vì mình đang ở tỉnh
và không có chuẩn bị trước bất kỳ điều gì, nên trong cái quá trình mà nói chuyện thì có cái gì thiếu sót hay là những cái sự cố gì đó đáng tiếc thì mong mọi người bỏ qua, vì hiện tại là do đi suốt rồi ngồi máy lạnh như thế này nên là cũng bị ốm rồi. Ho và nói chuyện thì cũng biết mọi người sẽ khó chịu nhưng mọi người cố gắng thông cảm nhé. Và có thêm thông tin gì thì mình sẽ cố gắng cập nhật thêm cho mọi người biết. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.